Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Ngay sau đây sẽ là những thông tin không thể bỏ qua. U20 Việt Nam hụt vé tứ kết U20 châu Á đầy tiếc nuối. Bước vào trận đấu quyết định, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn gây bất ngờ lớn khi cất ba trụ cột là Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Văn Trường và Hồ Văn Cường trên băng ghế dự bị. Với tâm thế bắt buộc phải thắng, U20 Iran dâng cao gây sức ép ngay từ đầu. Trong khi đó, U20 Việt Nam lùi khá sâu tạo thành nhiều lớp phòng ngự. Phút thứ 6, thủ môn Cao Văn Bình tung người cứu thua sau một pha câu bóng bổng vào trong của đại diện Tây Á. U20 Việt Nam ngay lập tức đáp trả bằng cơ hội ghi bàn rõ rệt ở phút thứ 14. Khuất Văn Khang tung cú sút táo bạo từ tình huống đá phạt cố định khiến thủ môn Zarey bó tay, nhưng bóng lại không đi vào lưới sau khi đã chạm cột dọc, bật lưng thủ thành Iran ra ngoài trong sự tiếc nuối của cổ động viên Việt Nam. Ở nửa đầu hiệp 1, đoàn quân U20 Iran kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng tỏ ra khá bế tắc trước lối chơi phòng ngự khó chịu của U20 Việt Nam. Đến phút thứ 21, Farian bật cao đánh đầu từ một quả tạt bên cánh phải nhưng bóng đi vọt xa. Những chiến binh sao vàng cũng có những pha phản công nguy hiểm, điển hình là cú sút xa của Bùi Vĩ Hào ở phút thứ 25 khiến thủ môn Zarey vất vả cản phá. Tiếp tục gia tăng sức ép đến phút 36, tỷ số đã được mở cho U20 Iran từ pha đá phạt ngoài vòng cấm. Amin Habavi đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ môn Cao Văn Bình. Ở những phút cuối hiệp 1, cầu thủ đã ghi bàn cho đại diện Tây Á liên tục sở hữu các cơ hội. Tuy vậy đã không có bàn thắng nào được ghi thêm trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ. Đoàn quân huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn gặp nhiều bất lợi sau khi để đối thủ dẫn trước trong hiệp 1. Trở lại sân ở hiệp 2, U20 Việt Nam thực hiện hai sự thay đổi với sự góp mặt của Nguyễn Văn Trường và Nguyễn Quốc Việt. Những chiến binh sao vàng buộc phải đẩy cao đội hình để tìm bàn san bằng tỷ số. Liên tục gây sức ép và đến phút thứ 55, U20 Việt Nam xuất sắc có bàn san bằng tỷ số. Nguyễn Quốc Việt phối hợp đẹp mắt với Nguyễn Hồng Phúc trước khi cầu thủ số 16 thực hiện đường căng ngang. Khuất Văn Khang có bàn đúng lúc đệm bóng chính xác đưa trận đấu về thế cân bằng. Đứng trước nguy cơ bị loại, U20 Iran tràn lên tấn công. Phút thứ 65, sau sai lầm phòng ngự của U20 Việt Nam, Safari tung cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng bóng không quá nguy hiểm. Đến phút thứ 75, Saha Khizan đệm bóng cận thành sau đường truyền của Eslam Talab nâng tỷ số lên 2-1. Không còn gì để mất, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chỉ đạo các học trò tràn lên tấn công. Nhưng dù đã rất nỗ lực, các cầu thủ U20 Việt Nam đã không thể thêm một lần tìm được bàn san bằng cách biệt dù đã tạo ra một vài cơ hội thực sự nguy hiểm. Nguyễn Quốc Việt đánh đầu cận thành nguy hiểm ở phút thứ 84 sau đường truyền của Văn Khang nhưng không thắng được thủ môn Zarey. Không những thế, đến phút 90+5, U20 Việt Nam còn nhận thêm bàn thua. Jose Nehat tung cú sút hiểm hóc bên cánh trái, ấn định tỷ số 3-1. Kết quả này khiến U20 Việt Nam bị loại đáng tiếc bởi ở trận đấu cùng giờ, Australia đã giành chiến thắng 9-1 trước Qatar, qua đó khiến những chiến binh sao vàng về nước vì thua chỉ số phụ.